Tập 13. Tiêu Du Địch, mẹ tôi bảo tôi sao anh không bật đèn? Đèn hỏng rồi à? Đứng yên. Đèn có sáng thế nào cũng không rực rỡ bằng cô. Nào, giờ ngồi đi. Đây là đồ ăn khuya, mẹ bảo tôi mang qua cho anh. Cảm ơn mẹ cô. Có muốn uống gì không? Tôi muốn uống. Tôi biết rồi. Cô muốn tôi chăm sóc cho cô. Đêm về nhiệt độ giảm, nhất định phải chú ý giữ ấm. Muốn uống cà phê hay trà? Khuya lắm rồi, uống sữa nóng vẫn tốt hơn. Đây, điểm tâm tôi chuẩn bị cho cô đấy. Tiêu công tử, anh diễn kịch gì với tôi vậy? Anh nói thẳng đi, đừng khách sáo với tôi. Như thế sao lại gọi là khách sáo? Cô làm việc vất vả như vậy, đây là việc tôi nên làm cả mà. Để tôi. Không cần thật mà. Cô nghe tôi, mau ra ngoài ghế ngồi đi. Đã làm ấm đệm lót cho cô rồi đấy. Mau đi đi. Chuyện gì vậy trời? Diễn vai chàng trai ấm áp thôi mà, lại chẳng đơn giản quá cơ. Chẳng phải hôm qua chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau thảo luận về câu chuyện sao? Tôi nghĩ tôi phải tôn trọng quyền tự do sáng tác của cô. Cô cứ tự viết ra xem thử trước đã. Tôi đã làm sai cái gì hả? Rốt cuộc là có âm mưu gì? Nói thẳng ra được không vậy? Có vấn đề gì hả? Không. Tôi đói rồi, muốn ăn chút gì đó. Gì đây? Rốt cuộc là có âm mưu gì hả? Cũng gần đến lúc nên nói rồi nhỉ. Rốt cuộc là cô bị làm sao? Hay là cô mệt? Hay là tôi mệt? Đó là chuyện anh sẽ quan tâm mà. Tôi không mệt, chỉ là tôi đang nghĩ. Nghĩ xem nên viết về hình tượng của anh như thế nào để được yêu thích hơn. Thực ra chỉ cần là cô viết thì tôi đều thích. Trước đây anh đâu có nói như vậy. Tại trước đây tôi thiển cận. Tôi suy nghĩ rồi, cô nói đúng lắm.
Đúng là cô có quyền viết ra cảm nhận thực sự của mình một cách chân thành. Cô được tự do kiểm soát tác phẩm của mình mà. Thật không? Tôi vẫn có tự do hả? Vậy nếu bây giờ tôi không muốn viết ở đây thì tôi đi được hả? Tất nhiên. Vậy tôi đi nhé. Ừ. Tôi đi thật đấy. Ừ. Ngày mai tôi cũng không đến đâu. Cô thích là được. Vậy tôi đi nhé, Tiêu Du Địch. Về nhà thôi mà, có cần vui vậy không? Mình không được giận. Mình là bôi ấm áp. Mình là bôi ấm áp. Hạnh phúc đến bất ngờ quá đi. Mới tập đầu đã đến thẳng cái kết rồi. Hàng xóm ác ma của mình cải tà quy chính rồi. Thái độ thân thiện, chu đáo tinh tế. Đổi sang hướng chàng trai ấm áp rồi. Không đúng. Sao tự dưng anh ấy lại biến thành bôi ấm áp vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại đang có âm mưu gì? Thôi kệ. Anh ấy có mưu gì cũng mặc. Không chơi mình là được. Mình có vui trước rồi nói. Không ổn rồi. Cái kết của hàng xóm ác ma là gì bây giờ? Đại ma đầu cải tà quy chính rồi. Thế này thì chán chết. Không được. Mình phải viết thêm tuyến tình cảm cho anh ta mới được. Mình cho nữ chính thêm một anh bạn trai nữa là được mà. Thêm hình mẫu ưa thích của mình vào thôi. Nam tinh lững tha lững thững đi về nhà. Con đường quen thuộc bỗng trở nên quá đổi xa lạ. Trái tim cô run rẩy như lá bay trong gió, gào thét rằng không muốn đối mặt với tên ác ma nhà bên. Cô hy vọng biết bao rằng lúc này sẽ có một chàng trai ấm áp xuất hiện, biểu diễn với cô tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Chính tại lúc cô im lặng cầu nguyện, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng cô. Cô bé, em vẫn ổn chứ? Em không sao. Chỉ là em đi bộ thấy hơi mệt, muốn ngồi xuống nghỉ một lát thôi. Nhớ đừng ngồi lâu quá nhé. Ngồi lâu quá đứng dậy sẽ chóng mặt đó. Anh bạn trai này vẫn giống Lục Đại Hiệp hả? Không đủ ngầu. Rõ ràng cũng là một chàng trai ấm áp, lịch thiệp nho nhã. Đó là hình mẫu lý tưởng của mình mà. Thế nhưng tại sao không ngầu còn chẳng mạnh mẽ nhỉ? Sao tự nhiên mình như bị thịt ngòi thế này? Hình mẫu lý tưởng của mình thay đổi rồi ư? Hay là mình già cả lục nghề rồi? Không đâu không đâu Nam Tinh, chỉ là bây giờ mày mệt quá thôi. Khuya quá rồi, mày cần phải đi ngủ. Ngủ một giấc dậy là bạn trai sẽ ngầu lên.
Vẫn không ngầu. Tiêu rồi. Không phải là bị người khác nhìn nên mình không viết được, mà là mình không viết được thật rồi. Mình già cả lục nghề rồi. Tôi biết ngay là anh không cho tôi tự do thật đâu mà. Cả một đêm mà tôi không viết được thật này. Ở đây có chuyện rồi. Chị mau đến đi. Chị mau đến cứu em đi. Sao vậy Tư Tư? Mau qua đây đi. Mau qua đây. Em nói chậm thôi. Mau lên. Quả nhiên vẫn là vô địch có khí thế. Đấy chị xem, họ sợ rồi kia kìa. Tất nhiên rồi, cái này gọi là võ quýt dày có móng tay nhọn. Cho mấy người biết tay. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Chuyện gì thế này? Phải vất vả lắm mới tập được cơ bắp thế này nhỉ? Sao rồi? Bữa sáng ăn no chưa? Bữa trưa ăn no chưa? Sắp đến giờ tăng làm rồi nhỉ? Cậu tưởng các cậu có thái độ tốt là tôi sẽ đưa tiền à? Ông nói thế mà nghe được à? Ông lấy bao nhiêu tiền của người ta như vậy? Thế gọi là lừa đảo đấy biết không? Thôi thôi. Giọng nói to rõ như vậy hẳn phải là giám đốc nhỉ? Đúng thế. Xin chào, xin chào, xin chào. Nào nào nào, mình vừa đi vừa nói. Khỏi khách sáo, có gì cứ nói đây luôn đi. Được, không thành vấn đề. Chuyện là thế này, tục ngữ nói rất hay: chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà phạm phải. Mấy người xem, nếu mấy người đã không muốn nhận cô học viên này, vậy thì có phải cũng nên trả lại phí quản lý học phí cho cô ấy không? Cậu có chứng cứ không? Chứng cứ? Lòng người tự biết đúng sai, mấy người nên tự chủ động thừa nhận chứ. Chủ động thừa nhận. Sư tỷ, đừng nói lạnh nấy đến đây để nói lý lẽ đấy nhé. Tiêu Vô Địch, anh giả vờ quân tử gì đây chứ? Dạ, giả vờ quân tử gì? Làm gì có. Tuy rằng chuyện này là bọn họ sai trước, nhưng tôi tin rằng chỉ cần chúng ta từ từ giải thích, thuyết phục bằng lý lẽ, cuối cùng chính nghĩa cũng sẽ được lan tỏa. Tôi muốn thuyết phục bằng lý lẽ thì còn gọi anh đến đây làm gì? Tôi đã quyết định rồi. Kể từ hôm nay chỉ thuyết phục bằng lý lẽ thôi. Rồi 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 rồi. Tôi thấy cậu cũng lịch sự lắm. Hơn nữa cậu ta đánh nhân viên của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu ta kìa. Hôm nay tôi không trả lại tiền đâu. Cô cậu về đi. Về đi. Xin lỗi, tôi không thể về được. Tôi vẫn chưa nói rõ lý lẽ của mình. Sao mà về được chứ? Nhóc con mạnh miệng quá nhỉ. Lại còn thuyết phục bằng lý lẽ nữa chứ. Thế thì cậu phải có năng lực đó thì mới được. Tiêu Vô Địch, anh cứ ý tưởng gì thì về nhà nói với tôi. Đừng đùa nữa. Nam Tinh, ở đây nguy hiểm. Cô lùi ra sau đi. Xin hỏi phải nói lý lẽ thế nào? Như vậy là có ý gì? Chẳng quý gì cả. Gần gũi với cậu chút ấy mà. Sư Vô Địch. Cô bé, đừng có nói lung tung. Tôi đang quay clip đấy. Ai ra tay trước là sai trước. Chúng ta đâu thể đổ qua cho người tốt được. Thôi thôi, tôi không lấy lại tiền nữa. Không lấy nữa. Đừng làm lớn chuyện chị ơi. Chị không cần lấy lại tiền nữa đâu. Đừng làm lớn chuyện. Sau lúc ảnh hưởng việc làm ăn của tôi thì không lớn chuyện đi. Ai ra tay trước là sai trước. Ông nói như vậy đúng không? Đúng thế. Nam Tinh, lấy điện thoại ra. Cô cũng quay đi.
Đừng vậy mà Tiêu Du Địch, nghe lời đi. Tiêu Du Địch, bỏ đi, chúng ta đi thôi, không đòi lại tiền nữa. Tiêu Du Địch, Tiêu Du Địch, anh có sao không? Cậu làm gì vậy? Tôi có bảo cậu đánh đâu. Cầm điện thoại lại đây. Sao rồi, có quay được không? Quay được rồi. Chưa đủ ngầu. Cơ mà cũng tạm được. Cái cậu này. Nhìn thấy chưa? Chứng cứ đấy. Cướp đi nó. Đi đi. Đi đi. Đưa cái này cho cảnh sát. Chắc chắn cảnh sát sẽ can thiệp điều tra. Đến lúc đó thì tiền xét nghiệm, tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần, chắc chắn ông sẽ phải bồi thường. Cả quá trình phải mất bao lâu, lãng phí mất bao nhiêu thời gian, mấy người có thể tự tính. Nói, có trả tiền lại không? Trả. 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 Điện thoại. Chuyển khoản đó. Đây đây đây. Điện thoại đây. Sau đó chúng tôi đã khiếu nại phòng gym xấu xa đó với bên cảnh sát. Hùng Tư Tư cũng được trả lại toàn bộ số tiền rồi. Hay lắm. Anh hùng của hôm nay là ai? Tiêu Vô Địch. Tiêu Vô Địch là ai? Anh hùng. Anh hùng, anh hùng, anh hùng. Anh hùng, anh hùng, anh hùng. Anh hùng, anh hùng, anh hùng. Anh hùng. Sư tỷ, em thực sự rất cảm động, rất cảm ơn chị. Nếu không nhờ có chị, chắc chắn em sẽ không đòi lại được tiền. Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Có gì to tát đâu. Cầm lấy này. Chị đi tung hô anh ấy đây. Anh hùng, anh hùng, anh hùng. Anh hùng. Anh không biết lúc nãy anh ngầu thế nào đâu. Nhìn thấy chưa? Chứng cứ đây. Ngầu thật sự. Tôi nhất định sẽ viết cảnh này vào truyện và lưu giữ nó mãi mãi. Mấy tình đó đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chiêu của họ đối phó với Hùng Tư Tư còn được, chứ đâu làm gì được tôi. Chuẩn luôn. Sao làm gì được Tiêu đại công tử chứ? Thế nào? Bây giờ hình tượng của bổn công tử trong lòng cô đã được dớt dát lại rồi chứ? Đâu có. Anh vẫn như cũ thôi mà. Tôi làm một việc tốt, hoành tráng như vậy mà vẫn như cũ hả? Đúng, anh vẫn như cũ mà. Dụ dỗ, đe dọa, diễn kịch lừa người, vẫn là đại ma đầu ngày nào thôi. Thế mấy ngày qua tôi uổng công rồi à? Ừ nhỉ. Mấy hôm nay anh lạ thật luôn đấy. Anh cứ làm những chuyện khó hiểu, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, với cả lúc này đánh nhau nữa, sao còn phải giả vờ quân tử thế chứ? Thật sự chẳng giống anh chút nào. Không cần phải vậy đâu. Tôi giả vờ chẳng phải vì cô sao? Vì tôi. Tiêu đại công tử như anh mà lại làm việc đó vì tôi sao? Vì tôi muốn cô thích tôi.
Chẳng phải trước đây cô nói là cô sợ tôi sao? Cô còn nói gì mà nếu không phải sự thật thì không thể viết vào truyện còn gì. Cho nên mấy bữa nay tôi cố tình thể hiện tốt một chút để cô lấy làm tư liệu mà viết. Sao lại không cần nữa hả? Ý tôi không phải như thế. Ý cô chính là như thế. Cô đang cố tình bôi xấu bổn công tử. Cô cố tình ám chỉ với tôi là cô ghét tôi. Làm gì có. Tôi chỉ muốn viết quá lên chút xíu thôi. Thật đấy, tôi không ghét anh đâu. Thật không? Thật, hôm nay tôi về sẽ viết cho anh thật hay. Thế còn chấp nhận được. Anh đừng giận nữa nhé. Nếu như cô viết đủ độ ngầu thì tôi sẽ cân nhắc. Đảm bảo sẽ viết thật ngầu. Viết cho siêu ngầu luôn. Hôm nay tôi sẽ về viết ngay. Viết không xong thì thức đêm viết. Được chứ? Hình như mình viết hơi quá đáng thật. Chẳng lẽ là gì? Trong lòng mình, anh ấy vẫn luôn là đại ma đầu trong bộ truyện ban đầu. Mình đã hứa sẽ viết tốt dĩnh ta rồi. Cứ thử trước rồi tính. Có cần ta giúp không? Không sao rồi. Đừng nói gì cả. Tôi sẽ cho cô một mối tình khắc cốt ghi tâm mà cô muốn. Giả thôi, giả thôi, giả thôi. Đứng dậy đi. Tiêu Du Địch, Nam Tinh, có lẽ từ giờ trở đi tôi không thể ở bên cô nữa rồi. Không thì tôi cảm ơn cô cũng được. Cảm ơn. Nam Tinh, ở đây nguy hiểm, cô lùi ra sau đi. Mình viết dạng này ngầu thật luôn này. Hình như anh ấy đã không giống với đại ma đầu ban đầu nữa rồi. Thực ra anh ấy cũng không xấu xa đến thế. Sư tỷ, cho chị xem thế nào là cô nàng mê trai. Cô nàng mê trai gì chứ? Giống dĩ hôm nay anh ấy rất ngầu mà. Việc bán bản quyền sẽ được chú trọng trong giai đoạn tiếp theo của công ty chúng ta. Tôi muốn mọi người điều chỉnh lại tình hình của các IP đang có trong tay và hướng phát triển của các IP sắp tới, rồi gửi vào email của tôi. Tôi sắp phải lên đường ra sân bay rồi, nên là nếu có vấn đề gì trong mấy ngày này thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Vân vân. Được, cứ vậy nhé. Tan họp. Nam Tinh, cậu nghe hết những công việc trong cuộc họp vừa nãy rồi chứ? Có suy nghĩ gì không? Tôi chỉ biết công ty chúng ta sẽ bồi dưỡng nhà văn mới để xuất bản sách giấy. Không ngờ còn có cả kế hoạch bán bản quyền IP hoàn chỉnh như vậy. Vậy nếu như tôi có một công việc tương tự như vậy, cô có muốn làm không? Đương nhiên là muốn. Đồng ý nhanh vậy hả? Không hỏi nội dung công việc là gì à? Thực ra công ty chúng ta bồi dưỡng nhà văn mới xong, không chỉ có những công việc về bản quyền, IP sách báo, mà phim ảnh, hoạt hình, trò chơi các loại đều là nguồn thu kinh tế quan trọng của công ty chúng ta. Vậy nên lần này tôi muốn cô phụ trách công việc chuyển nhượng bản quyền cho sếp của cô. Tôi nghĩ với những hiểu biết của cô về cậu ấy, chắc cô sẽ đảm nhiệm được thôi. Nhưng tôi chưa tiếp xúc với công việc này bao giờ. Thậm chí tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Không sao. Vậy bắt đầu từ cái đơn giản nhất là sách nói đi. Mấy ngày nữa tôi đi công tác về sẽ kiểm tra cô đấy. Cố gắng học hỏi nhé. Dân. À còn chuyện này nữa. Kế hoạch ngôi sao mới của cô thế nào rồi? Viết truyện xong chưa? Vẫn chưa ạ. Tôi đang viết, vẫn chưa nộp bản thảo. Sắp đến hạn chót nộp bài rồi, phải tranh thủ đi nhé. Mấy ngày nữa tôi đi họp về sẽ đưa ra quyết định. Mà cô nhất định phải cân bằng giữa công việc và viết tiểu thuyết đấy. Tôi biết rồi.
Nhớ phải nhắc sếp cô về lịch trình của mình luôn nhé. Anh ấy bảo mấy bữa nay không đến công ty. Anh ấy có vẻ hơi uể oải. Tôi đi làm việc nhé sếp Diệp. Được. Vậy anh Lục đang theo đuổi cô à? Tử thần á? Anh cũng tin mấy tin đồn trên mạng à? Mấy hôm trước hai người đi nhảy bungee nghi còn gì. Anh ấy sợ độ cao như vậy, không hề giỏi trong chuyện này, nhưng vẫn lấy hết dũng khí chơi cùng cô. Thế là muốn theo đuổi cô còn gì? Alo, alo tử thần à? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có gì? Cậu nói đi. Có chuyện gì? Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn nhắc cậu xem thử bản thảo của nhà văn mới. Được. Bên cậu có tiếng gì vậy? Không ở nhà à? Không có gì đâu. Mình ra ngoài hít thở không khí thôi. Mình đã bảo mà, đáng ra cậu phải ra ngoài đi lại từ lâu rồi. Đúng rồi. Hôm qua đi leo núi đá thế nào? Mình thấy anh bác sĩ kia có vẻ có ý với cậu đấy. Hình như dạo này cậu không hớt quá đấy sếp Lục à. Bạn bè với nhau mười mấy năm, quan tâm đến nhau là quá bình thường. Với cả mình thấy con người anh ta cũng tốt. Nghe nói người ta đã có người yêu rồi. Thế thì tiếc quá. Tử thần, mình... Sao cơ? Cậu nói đi. Thôi, nói qua điện thoại không được rõ. Cậu làm việc đi, để mình đi công tác về chúng ta lại nói tiếp. Được, vậy mình cấp máy trước nhé. Nhớ đọc bản thảo đấy. Được. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tuyệt, có người yêu rồi, quá đã. Hay là cô ấy nhận ra rồi? Mình đang đọc bản thảo. Cậu đi ngủ chưa? Cậu gọi điện cho mình là vì muốn nói gì với mình hả? Con cần nhiều tiền như thế để làm gì? Con muốn thành lập công ty, xây dựng nền tảng đọc sách của riêng bọn con, tạo ra cơ hội cho những nhà văn sống như con. Trước kia con mới viết được một cuốn sách ăn khách là đã muốn cứu cả một ngành nghề rồi. Ngây thơ quá nhỉ? Có lẽ con ngây thơ thật, nhưng con thực sự tin rằng những người thích viết lách giống như con đang cần một cơ hội để họ chuyên tâm sáng tác. Mục đích mở công ty là vì lợi nhuận, không cần những con người ngây thơ theo chủ nghĩa lý tưởng. Hơn nữa, con có hiểu gì về những rủi ro, những công việc mà con sắp dấn thân vào không?
Nếu nhiều rủi ro ít lợi nhuận thì thà bố đến ngân hàng mua sản phẩm quản lý tài sản còn hơn. Mà giả sử mở công ty ra thật thì ai điều hành? Cháu điều hành. Trẻ con bây giờ đừng nói năng tùy tiện như vậy hả? Không cần chịu trách nhiệm hay sao? Thưa chú, không phải ngẫu nhiên mà tiểu thuyết của Tử Thần lại thành công. Chỉ cần cô ấy luôn kiên trì sáng tác thì nền tảng của bọn cháu sẽ có đủ nhóm độc giả. Bọn cháu cũng có thể bồi dưỡng thêm nhiều nhà văn xuất sắc. Với tài hoa của Tử Thần, cháu tin là trong tương lai bọn cháu sẽ có thêm nhiều nhà văn xuất sắc và tác phẩm chất lượng. Hơn nữa trong tương lai, ngành nghề này cũng sẽ phát triển một cách bùng nổ. Công ty của hai người bọn cháu chắc chắn sẽ trở thành lực lượng nòng cốt. Bình thường con bé này an ủi con như vậy hả? Sau đó con tin nó, thích nó, rồi hai đứa cùng nhau chạy đến đây lừa tiền bố, đúng không? Chú, bọn cháu, tôi đang nói chuyện với con trai tôi. Bọn con không có quan hệ như bố nghĩ. Chẳng lẽ con không thích nó? Không trả lời được chứ gì? Con với Diệp Tình chỉ có quan hệ hợp tác. Con sẽ không thích cô ấy. Những lời cậu nói khi ấy là thật lòng ư? Nào, mời anh Vô Địch ăn uống thoải mái nhé. Dân, dân, cảm ơn anh Vô Địch. Anh, thực ra em hâm mộ anh lắm. Em mà được như anh thì đã có thể bảo vệ Tư Tư, có thể giải quyết vấn đề cho cô ấy rồi. Chuyện nhỏ mà. Để bữa nào tôi dạy cậu một hai chiêu. Thật không ạ? Ý anh là nhận em làm đệ tử hả? Sư phụ trên cao, xin nhận của đệ tử một lại. Đứng lên đi. Tôi không nhận đệ tử. Chỉ là tôi thấy cậu có người mà cậu muốn bảo vệ. Tôi dạy cậu một hai chiêu, có khi sau này lại có chỗ dùng đến. Cảm ơn sư phụ. Em mời anh. Mời anh Vô Địch. Anh Vô Địch, anh là anh hùng của em đấy. Mời anh Vô Địch. Nào, anh no uống say đi. Em đừng qua đó. Anh Vô Địch, anh lợi hại như vậy, hay là chơi giật tay đi? Được đấy. Cậu đại diện cho đội điền kinh chúng ta, đừng để mất mặt. Tới luôn. Chị cười gì? Chị cười cô ngốc đẹp đấy. Em làm sao? Bắt đầu. Em thấy Tiểu Hạo thế nào? Con người Tiểu Hạo rất tốt, tính cách cũng tốt. Lần nào bọn em ra ngoài, cô ấy cũng xách đồ giúp bọn em, còn suốt ngày chọc cho bọn em vui nữa. Chỉ cần bọn em đi ăn hay uống rượu các kiểu, cô ấy sẽ đều đặt chỗ cho bọn em. Siêu tốt luôn đó. Em đừng bọn em bảo em mãi thế. Lúc không có em, chị có thấy nhóc ấy chu đáo như vậy đâu. Thế hả? Thế hả? Em xem vừa rồi nhóc ấy đã vì em mà đánh nhau với người ta, tay còn bị thương nữa. Bây giờ còn uống rượu với Tiêu Vô Địch để cảm ơn anh ta đã giúp em nữa. Hai, ba, bắt đầu. Dù sao thì cũng được. Cũng được là sao? Người ta dẫn em ra mắt anh trai luôn được kìa. Tự em cân nhắc cho kỹ đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Uống đi, uống đi, uống đi. Ai nữa? Sư tỷ, sư tỷ, đến lượt sư tỷ rồi nhỉ? Sư tỷ, 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 nghĩ kỹ chưa? Tôi cũng đỉnh lắm đấy. Sư phụ, anh xong phim rồi. Sư tỷ cố lên, sư tỷ cố lên. Nào, ba, hai, một, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Sư tỷ cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên sư phụ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tiêu Vô Địch, anh dùng nhiều sức lắm nhỉ? Tôi hết sức rồi.
Mạnh Lên sư phụ, hai người làm gì vậy? Sao lại? Uống, uống đi. Sư phụ, sao lại thua chứ? Sư phụ, uống đi, uống đi, uống đi. Chị cũng uống. Sư tỷ, em nói với chị nhiều như vậy, rốt cuộc là chị có nghe không hả? Tôi không thèm nghe. Cậu nói gì tùy cậu. Nam nữ kết hợp. Đừng uống nữa. Phải uống. Nhất định phải uống. Thấy anh ngầu như vậy, tốt bụng như vậy, tôi nhất định phải uống thêm ly nữa. Vậy được. Xét thấy cô biết ăn nói như vậy, cô có thể uống thêm ly nữa. Ly cuối đấy nhé. Mặt anh nhỏ ghê đó. Hãy subscribe cho